Em xin chào các bác đã trở lại với kênh xe ô tô cũ giá tốt của chúng em. Hôm nay em bên anh Nhật Minh xin giới thiệu và bán cho các bác một em phân khúc hạng A. Đấy, Mitsubishi Mirage máy 1.2. Đấy, MT số sàn bản nhập Thái Lan các bác nhé. Và bây giờ em cùng các bác đang đi vòng quanh xe. Xe với tông màu chủ đạo là màu trắng ngọc trinh nên nhìn rất chi là đẹp, biển lại biển thành phố Hà Nội rồi, nên các bác mua về chỉ việc đi thôi. Đấy, những ai mà ở tỉnh có nhu cầu mua thì em cũng xin rút hồ sơ cho các bác về chỉ việc đi bấm biển thôi. Xe thì khá chi là đẹp, gần như xung quanh còn khá chi là đẹp luôn các bác nhá. Và bây giờ em xin cùng các bác được giới thiệu chi tiết về em nó. Đây, đây các bác nhìn thấy không? Đây là hai cụm đèn pha của Mirage. Đấy, phiên bản nhập tái còn rất chi là mới, sáng trong các bác nhá. Đấy, logo của Mitsubishi còn khá là mới, biển Hà Nội rồi. Xe thì đẹp, với giá thì chỉ trên 200 triệu, nhìn 200 triệu một tí thôi các bác nhá. Đấy, xe được trang bị 4 vành đúc các bác ạ, đa chấu. Đấy, cùng với dàn nốt còn tốt, các bác tha hồ mình đi. Đấy, na răng đa chấu nhìn rất chi đẹp và phê. Đấy, cửa két mở rất chắc chắn, đóng cực êm. Đây, đấy, ai có nhu cầu mua xe hãy alo cho em theo số điện thoại 056403 9999. Em Hưng xin tư vấn giải đáp mọi thắc mắc cũng như nhu cầu mua bán sang tên đổi chủ và trả giá của các bác. Nếu các bác có giới thiệu người quen, người thân, bạn bè mua xe bên em đều có chiết khấu phần trăm hoa hồng cho các bác giới thiệu nhé. Xe thì cực kỳ đẹp. Đây, em cùng giới thiệu các bác, đây là cụm đèn hậu của xe còn rất khá mới trong, rất đẹp cả hai bên luôn. Đây, bên xe Mirage biểu tượng Mitsubishi còn rất chi là mới. Và bây giờ em cùng các bác chiêm ngưỡng khoang để hành lý của xe. Tuy là bản hatchback, đấy 5 chỗ nhưng mà xe cũng khá là rộng. Đấy, bác có thể để được 2-3 cái vali nhỏ ở đây được, thoải mái. Đấy, không gian dưới này của xe thì khá chi là sạch sẽ, chủ cũ đi cũng giữ gìn nên khá là sạch sẽ các bác nhá. Cái hàng ghế sau này có bác có thể hạ xuống để có thể để thêm đồ hành lý được khi các bác không ai ngồi sau. Đấy, những con ốc, đấy, nắp cốp còn chất chi là zin mới. Đấy, không hề có tính chất tác động vật lý nào cả, do chỉ xe thì nguyên zin các bác nhá, xe đẹp không một lỗi nhỏ các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn, đóng rất êm, im tin tít. Với giá chỉ có trên 200 triệu thôi, bác nào mua xe thì cứ alo cho em tại địa chỉ 318 Nguyễn Xiển Auto Nhật Minh các bác nhé, trục cầu T141. Và bây giờ em cùng các bác tham quan. Đấy, không gian ngồi lái xe cũng như là khoang ngồi của các anh chị các bác nhá. Xe thì được trang bị với hàng ghế da của Mitsubishi. Đấy, còn rất chi là mới, đẹp, kết hợp với da lâu và da kem nhìn rất chi nổi bật cho hàng xe. Không gian 5 chỗ cực kỳ rộng, trần đã được bác chủ bọc ni lông rồi nên tăng tính cách nhiệt rất cao, xe đi cực mát các bác nhá. Đấy, những cái ốp này đã được ốp vân gỗ rồi, nhìn rất chi là đẹp và phê các bác ạ. Đây, táp lô táp đi sạch sẽ sáng bóng này. Đấy, vô lăng vô lết còn nguyên zin theo hãng. Và bây giờ em mở cho các bác xem. Đây, đã kết hợp với màn hình
về phía C3 an toàn rồi. Bây giờ đấy, nghe rất chi là chuẩn, xe mới đi được có 6 vạn thôi các bác nhá, khá chi là đi ít, cực kỳ đẹp sạch sẽ, không chê được gì hết các bác nhá. Đấy, tất cả các thứ hoạt động tốt, đệm do của xe còn khá mới, độ đàn hồi cực cao, xe thì sản xuất 2016, bản nhập Thái cũng chê điểm gì rồi. Đấy, không ra người ngồi sau cũng thế, cũng rất chi là rộng rãi. Đấy, rất đẹp, ghế da zin, đấy, kết hợp màu lô và màu kem cực kỳ sang đẹp, sạch sẽ các bác nhá, không chê điểm gì đâu. Đấy, giá chỉ có hơn 200 triệu một tí thôi. Và bây giờ em cùng các bác đi chiếm ngưỡng qua khoang động cơ của xe nhá. Đây, loáng qua thì em nhìn thấy các con lốc của cánh cửa xe còn zin, không có một tí tác nhân vật lý nào cả. Xe khá là xuất sắc và đẹp, với phiên bản VD1.2 2016 bản nhập Thái Lan, dòng Mitsubishi này thì cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu các bác ạ. Biển Hà Nội rồi, các bác chỉ việc đi thôi, ai ở tỉnh có nhu cầu rút hồ sơ em cũng làm cho. Đấy, trong một tốt nha. Và bây giờ em cùng các bác đang chiêm ngưỡng bên khoang máy của xe. Xe còn khá chi là mới. Đấy, những con ốc chân máy còn nguyên zin ốc, rất chi là đẹp các bác nhá. Đây, còn nguyên zin, keo chỉ nguyên zin các bác nhá, không chê một điểm gì cả. Đấy, rất chi là đẹp, tuyệt vời các bạn. Đấy, với máy 1.2MT nhập khẩu Thái Lan, Mitsubishi là xe phân khúc hạng A, hatchback khá nhỏ gọn trong đô thị. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua xe thì hãy alo cho em theo số điện thoại 056403 9999, em sẵn sàng tư vấn giải đáp mọi thắc mắc cũng như là nhu cầu sang tên đổi chủ của các bác hay là trả giá, em đều sẵn sàng trả lời các bác nhá. Xe đẹp, không chê điểm gì cả. Với giá em xin công khai ở đây là có 235 triệu thôi. Các bác đã lấy được từ bọn em Mitsubishi nhập Thái 2016 rồi, rất chi là đẹp các bác nhá. Đây, đây, em cùng các bác chiêm ngưỡng qua những con ốc, cánh xe rất chi là đẹp, còn mới, nguyên zin theo hãng, không hề có một tí tác động vật lý nào cả, còn nguyên zin theo hãng, keo chỉ nguyên zin, đệm răng đàn hồi tốt, cách âm chống nguồn cao. Đấy, không gian rộng rãi, 5 chỗ ngồi thoải mái. Với live stream quay phim, em xin chúc sức khỏe các bác, mong các bác hãy đăng ký subscribe kênh xe ô tô cũ giá tốt của chúng em để được biết thêm những chiếc xe mới về bên em cũng như chất lượng và giá cả của xe nhá. Em xin cảm ơn các bác rất nhiều.